Đây, mỗi lần bên mình cái này bật đèn nó xuống quá rồi, bắt buộc phải thay, cho nên bên mình đóng ra hết. Cái này là chưa nha, cái này là rửa. Anh em nhìn nè, nó đất nó ra cỡ này luôn à. Đất nó đóng lên vậy nè ha. Phải rửa sạch mới đi mở bò lại nè. Nó quá cũ rồi. Đất luôn. Mở bò nó thành đất rồi. Bắt buộc phải làm sạch hết. Mới làm sạch hết rồi mới máy được. Đó, thay mặt đạn luôn. Giờ phải rửa. Đang quá trình rửa, mình cho anh em coi mặt đạn. Không phải tự nhiên mình thay đồ, tại vì thấy nó tới lắm rồi, bắt buộc phải thay. Chứ còn xài được để cho người ta xài. Đạn người ta mang đi. Nãy đục ra mang đi cầm mẫu mua. Mang đi cầm mẫu mua. Rồi. Với lại bên mình á, thường làm xe mở ốc phuộc hay là mở ốc cổ hay bất cứ gì, nó cố gắng không bao giờ để lại dấu ha. Giống như cái xe này thì hả, mở ra cái đồ nghề ít rửa xong rồi nó hằn lên, nó làm cái vết nó đen thui mà nó nhâm cái con ốc chủ, mà ngay cái mặt bằng tiền nữa, bằng thờ nó nhìn vô là thấy. Chủ xe muốn thay nhưng mà hả, ốc đâu phải muốn là có đâu anh em. Hãy đặt về cũng khá là mắc, thì mình xử lý lại cho khách. Bao xử lý mất dấu luôn. Ốc nó bằng nhôm. Mới lại anh em để ý những cái con ốc bằng nhôm đó. Cái ren nó nhuyễn á, những ốc ren nhuyễn vậy. Mình phải vô đúng khớp nó, mình dặn rất là nhẹ ha. Đó, dặn phải rất là nhẹ. Rồi ăn chật một cái nữa là phá hết. Dù cái con ốc đó mình siết cứng đi nữa, nhưng khi mà nó bật lực lên á là nó tuôn ra luôn. Là coi như hư cả cái cốt lẫn con ốc luôn nha. Mỗi lần mở ốc anh em nhìn nè, dù rửa sạch nhưng mà phải lót đó. Nha. Phải lót bằng khăn ướt, lúc nào làm cũng có một bịch khăn ướt hết để cho không có dấu. Làm phục kỹ y chang vậy. Rồi, đây là mình xúc kích nước, xúc nổ máy nãy giờ nè, hơi bị lâu rồi đó. Đó rồi, đây là xong cái phần mình quay CBR rồi. Mình phải mở heo ra vệ sinh cái đường dầu thắng. Mình thấy dầu thắng cũ với heo quá dơ. Mình xin lỗi anh em, mình hay thịt nha, mình bị viêm xoang chịu không hết, lâu lắm rồi không có vệ sinh cái heo nè. Đó, quá dơ. Rồi, bố này bố dán luôn. Bố sau thay nha. Hỏi sao thắng không ăn. Báo ABS. Bố này xài bố dán nè mọi người, nhìn nè, anh em nhìn nè. Đó, bố dán. Chu choa. Bố này hàng chi cái dĩa sau nó sọc nó hư hết trơn. Hả? Nó sọc dĩa nó hư hết trơn. Đó, nó không, nó cháy dĩa luôn rồi, đâu ăn đâu. Chết. Mình nhìn bên ngoài mình tưởng đâu là bố zin ha. Đó, mình muốn để ý nữa, mình thấy bố còn dày, mình nói khách là bố này dày, chắc cái dĩa này á mà vớt lại mài lại á thì nó mỏng quá, cho nên để vậy xài hết cái bộ bố. Mà bộ bố nó không bao giờ hết đâu. Bố dán mà. Cái dĩa hư dĩa luôn. Xài bố dán hư dĩa luôn. Bố thắng dởm luôn. Chết rồi. Để mình coi lại, mình không chắc, nhưng mà mình coi lại kiểm tra lại bố còn dày á. Nếu mà bố cũng xài được thì mình để, còn bố mà dởm là mình thay luôn. Thôi thắng ăn. Mình báo với khách là cái ren ốc ở trong này nó hư rồi nha. Mình quay cái clip trước cho khách coi á. Có nghĩa là bây giờ vẫn xài được, nhưng mà nếu mà nó bị một cái gì va chấn vô, cái nó bị ngã xe, cái chống độ nó chống á, là nó sẽ bật cái con ốc nó ra ngoài luôn. Nó bẫy mà, nó đang cái đòn bẫy mà. Đó, nó dùng một cái bát này để gắn cái chống độ đúng không, thì bây giờ cái chống độ nó chống xuống thì phải nó
bảy cái này ra không, bảy con ốc này ra không là nó tuột ra luôn á, tại vì cái ren của nó không có cùng với cái ren của ốc trong, cái lỗ ốc nó không cùng với cái ren con ốc đó. Rồi bây giờ tới con Hornet 919. Hornet 919 mình thay buri vô rồi thì xài chung cũng được, mấy buri moto xài chung chả sao cả, phải canh cái khoảng cách, cái độ dài của chân buri. Và cái buri này là cũng buri dạng cũng mới thay nè, nhưng mình mở ra buri này là buri bạch kim, nhưng mà bạch kim của quay RS ha, 110 rồi đó. Đó, sạch mã ra là biết liền cái gì anh em. Buri này dành cho quay RS, đâu có xài cho mô tô được, nó đâu có đốt hết xăng đâu. Đó, với lại có một cái nữa đây, bét thì đáy cụm bướm á, rửa ra một thao vậy nè, nó quá dơ. Cụm bơm thì dán keo AB cứng lắm mà nó vẫn còn đang hoạt động cho nên mình không có tháo nó ra, tháo ra thì rất cực nại rồi, cực lắm, rồi dán lại sợ không kín nữa, đợi khô nữa đó. Thì mình trước mắt là thay 4 bét, thay buri rồi vệ sinh bướm rồi đó, vậy thôi, vậy cho khách thôi, tại vì xe này còn làm nhiều thứ lắm cho nên mình làm vấn đề đó ngon, còn mấy cái vấn đề kia khách tự làm ở dưới chỗ khách cũng được, nó dễ ha. Rồi dưới mình báo anh em à, mình chuẩn bị quay một cái clip, con này đang bị lỗi nè, xóa lỗi mình cân mâm lại cho khách hàng à, rồi cái mâm này theo vỏ xe zin đó, coi nó có chính xác hay không ha, là mình sẽ để lên máy cho anh em coi, mình sẽ cân lại cho khách. Vòng vòng như vậy thôi. À, với lại à, mình mở rộng thêm mặt bằng. Anh em nào có muốn rửa siêu sạch xe hay là bảo dưỡng xe về xe hơi cũng vậy, dọn nội thất, rửa xe, dọn hầm máy, giờ rửa siêu sạch. Hôm kỳ mình cũng ít nhận rửa siêu sạch, rồi mình rửa cho khách hàng của mình thôi. Đó, hôm nay mình nhận rửa siêu sạch, mình đang dọn dẹp cái bên này ha, để mình rửa siêu sạch luôn ha. Đó, đang dọn dẹp cho nó sạch sẽ hết. Thì mình ngày 10 là mình sẽ mở làm bên này. Anh em có cần làm gì rửa siêu sạch hay là gì đó thì ủng hộ, thay nhớt cho anh em từ xe hơi, rồi xe tay ga đồ ha. Đó, làm xe nhỏ, rửa xe nhỏ, làm xe nhỏ là bên này thay nhớt rồi thôi, chứ không có sửa chữa ha. Đó là để bên này làm rửa xe đồ, dọn xe đồ, anh em cần ủng hộ qua bên này. Cảm ơn anh em nha. Còn con này thì nó dơ quá cho nên mình để ngoài đây sẵn, mình rửa hết luôn từ bô biết rồi, lóc máy đồ bên trong nè, này không có rửa siêu sạch, chỉ là rửa sạch thôi chứ vậy nó dơ quá, nó quá dơ, để rửa ngoài cho nó sạch sẽ lại, cơ su nó bể á, mâm nhông quá nhọn, quá mòn, đi 3.000 cây nữa chủ xe thay nha, chứ vậy cũng ớn quá. À, cái bình nữa nè, mình sẽ giải thích lại cho anh em nghe. Cái bình mình phải mua một cái bình nó phù hợp cho một con xe, nói chính xác hơn là những cái chức năng mà xài điện trên con xe nè, đó, những chức năng xài điện trên con xe phải có một cái bình để nó cung ứng đủ. Thứ nhất là dòng xả, thứ hai là ampe trên giờ. Ampe trên giờ giống như là cái dung lượng thôi đó, để em nói dự trữ trong bao lâu đó, nó sẽ đồng bộ với cái dòng xả. Thằng mô tô phân khối lớn, càng ngày càng nhiều chức năng về điện, điện nuôi ABS, điện nuôi rất nhiều thứ, cảm biến rồ le ha, đó, thì nó cần cái dòng xả cao.
giống như thì sao, giống như con ZX10 mình đang vệ sinh đó, giống như con ZX10 đời 2016-2017 cho lên, cái bình zin theo xe, cái bình axit zin theo xe đó, đó made in Japan á, dòng xả nó là 190 cc, đó có nghĩa là đó là một chiếc xe zin thì cái dòng xả nó vừa đủ cho con xe. Ít nhất anh em muốn lên đèn tuôn rồi thêm á, anh em phải đi cái bình có dòng xả tầm 250 đến 300 cc thì anh em mới đi được thêm một cái cặp đèn tuôn nữa. Còn anh em gắn thêm cặp đèn tuôn trên một cái bình zin thì nó đã và đang thiếu điện cho con ECU. Bất kỳ trên một dàn điện xe nào nó đều có rô le có nhiều chức năng ổn định dòng điện đó, và những cái rô le, những cái cầu chì để mà khi mà dòng điện không ổn định thì nó sẽ đứt cầu chì, nó không làm hư hại những cái ảnh hưởng, những cái cảm biến, những cái men, ví dụ như ECU trước khi vô ECU nó sẽ có một cái rô le để làm ổn định cái nguồn điện đó. Ví dụ như những cái xe Nhật thì mình không nói nè, những cái xe Ý, xe Âu nó sẽ có rô le. Ví dụ như Ducati đi, khi một cái nguồn điện không ổn định vô nó sẽ sập rô le, nó khóa lại luôn, nó không có lửa, bắt buộc phải cắm máy vô à, để mà mở xóa lỗi, nó reset nó lại thì nó mới cho điện ra đó. Còn những xe Nhật như vậy, anh em để ý chạy, khi mà anh em gắn một cái bình axit nè, chạy thứ nhất là nó không đảm bảo thì cái điện hiệu suất của xe nó sẽ giảm xuống. Ví dụ như một cái xe, mình nói xe ngàn này đi, nó khoảng 190 mã đi, đi cái bình axit của Attila này nó xuống còn 170 mã, thêm xăng vô nữa, xăng nó giảm khoảng 20%, xăng này tỷ số nén đâu có phù hợp với tỷ số nén của CBR1000, xăng A95 đó, trừ thêm 20% nữa đó, vậy cuối cùng mình đang chạy một cái xe với 70% sức mạnh đến 80% sức mạnh của nó thôi đó. Rồi mình đổ octane vô, mình đi cái bình vô đúng của nó, đi octane vô đúng theo cái tỷ số nén của xe, cộng thêm 30% sức mạnh, nhưng nó không phải mạnh hơn cái con xe, tại vì mình đang đi con xe nó không đúng từ nhiên liệu cho tới cái nguồn điện của nó, thì nó làm cho con xe bản chất zin nó đã yếu hơn zin rồi. Và mình đi lại thì nó đúng với cái sức mạnh của con xe đó. Đã chưa nói tới độ rồi nha, muốn độ xe phải am hiểu hết những cái phần này thì mình độ xe thì mình mới ăn thêm được cái phần trăm sức mạnh nữa. Còn hiện tại mà mình không rành về xe mà mình còn độ vô nữa thì nó càng hư mau thêm, mau hư xe thêm đó. Mình sẽ làm một cái bài nói cho anh em. Nhiều người muốn rất nhiều thứ, mua một con xe muốn vừa đi làm tiết kiệm xăng, muốn lúc phải mạnh ấy, người ta không có, phải mua hai con, một con để đi làm tiết kiệm thì nó phải bền và ổn định, một con để đi tour đi chơi thì mình có cách làm khác đó. Chứ đè nó vô một cái không có cái con nào mà vừa tiết kiệm mà vừa mạnh hết á, không bao giờ có. Rồi mình phải am hiểu thì mình làm cái xe nó như ý mình, và mình mới sử dụng và khai thác triệt để được cái con xe đó. Còn vấn đề về xăng, về điện mà mình chưa nắm được đó. Thật sự cái điện của xe bán thị trường đại trà này á, nó không bao giờ có lỗi nhiều hết á. Có gì cứ kiểm tra cái bộ cầu chì, đúng không? Cầu chì rồi mình sẽ có một cái số cái kinh nghiệm để mình kiểm tra những cái chức năng rồ le rồi, rồi mới tới những cái thiết bị hư ở ngoài. Nó không bao giờ đi đùng cái nó hư ở ngoài, nó phải qua rồ le và cầu chì trước. Bất kỳ một dàn điện trên một cái động cơ nào đều như vậy cả. Đó. Còn mấy ông nội toàn điện không hiểu nguồn điện nó như thế nào, rồi vô rồi mổ điện ra câu từ lô hột dưa, mình thấy câu toan với điện nhà vô dàn điện đó, mình thấy là thôi thua đó. Một gắn dàn điện mới lên có mấy triệu bạc cho lẹ, còn đi công mà đi câu lại từng cộng nối lại để thay thế những cái dàn điện zin đó, nó hư nó cháy lúc nào mình đo mạch ra mình thay nó rất là dễ. Còn vấn đề người ta đã can thiệp vô, người ta câu quá nhiều thứ rồi, mình phải dò lại theo từng thứ của người ta biết chừng nào. Một đường nguồn điện lên tới 30+ rồi dò đi, dò bệnh luôn đó, mà trong khi dàn điện có mấy triệu bạc đó, thay luôn mình vậy cho lẹ, thà nó hư mình sửa, chứ còn hả người ta đã câu bấy bá vô rồi kêu mình câu lại mình không làm nổi. Một thời gian trong vòng 3 ngày mình làm được biết bao nhiêu con xe,
rồi mình làm cái bộ dây điện của anh em mình ăn được nhiêu, đúng không? Làm nhiều thì thôi giá thay luôn đi, vậy thay luôn cho lẹ ổn định đó. Và cuối cùng cũng là cái bình lại, cái xe này mình sẽ thay bình cho chủ xe. Bình này là cái bình 9 ampe, dòng xả của cái bình này nó có 120-130cc à, không có đủ cho con xe này đâu. Cho nên chắc chắn nếu anh em làm xe mà rành về điện, nó rành về điện thôi, coi mình nói đúng hay sai, những cái xe càng nhiều chức năng mà cái bình nó không ổn định dòng điện vô thì nó sẽ cắm máy test vô, nó sẽ ghi báo là tiếp xúc bị lỗi, tiếp xúc bị chập chờn, cái nguồn điện nó chập chờn đó. Thay bình khác vô ổn định. Nhiều người không biết đi thay cục bơm, thay cái cục bơm rồi vô cho người ta lấy tiền, rồi lấy cái cục bơm đó để dành bán nữa. Anh em hỏi chỗ mình coi có mấy cái đồ này bán không? Có, đã hư là thay, đã trả về cho chủ xe. Còn mà chủ xe mà không lấy nữa là quăng cái đóng dây chai liền luôn. Dây chai ở đây là 1 tuần 2 tuần bán 1 lần mấy trăm ngàn, gần cái triệu bạc tiền dây chai. Mình không có giữ, đã hư là thay, còn không hư thì thôi, thay người ta làm chi. Tiền là lấy phải đúng, lấy mà lấy tầm bậy cái lương tâm mình cắn rứt lắm, sống không có thoải mái đó. Cho nên là nào đúng thì thay, còn không đúng thì thôi đó. Riêng mình là như vậy ha. Và mình luôn dạy cho những, chỉ cho những người em mình sống phải như vậy không? Thà mình chấp nhận ai cũng phải có lỗi lầm, có lỗi gì mình sẽ thích lại cho anh em, anh em ở xa mình sẽ chở xe mình thích luôn đó. Còn vấn đề về gian manh ở đây không bao giờ có, nói thẳng với anh em vậy, nhưng mình rất ghét cái vấn đề đó. Cho nên, và mình thẳng mình nói luôn, mình có tiệm tùng pháp danh pháp nhân là công ty ha, đăng ký công ty thuế má rất nhiều đó, chứ không phải là một cái tiệm bình thường. Trụ sở mình có tới 2-3 chi nhánh đó, chứ không phải là một cái thằng mà đi bán xe cù bơ cù bắc, không có nhà cửa đi thuê nhà, không có ổn định ha. Mình chịu trách nhiệm trên pháp lý là công ty, cho nên những gì mình nói anh em trực tiếp nói chuyện với mình, muốn biết xác thực điều gì hay điều gì thì cứ liên hệ với mình. Đừng nghe người ta nói vậy cái xong rồi nói lại vậy, không phải. Đừng như con vẹt nghe rồi nói lại. Có gì mình sẽ chịu trách nhiệm trên những cái việc mình làm đó. Có gì anh em cứ trực tiếp mình, mà nghe ai nói vấn đề gì đó cứ hỏi, gọi hỏi mình có hay không. Và những chiếc xe này mình làm đều có hóa đơn, làm gì tiền bao nhiêu có hóa đơn hết, ngày tháng năm đàng hoàng, mình ký tên vô đàng hoàng đó. Và sắp tới sẽ có phần mềm in biên lai đóng mộc đàng hoàng cho anh em ha, chứ không phải là tính nhiều tính đó. Thay những gì, làm những gì đều có giá. Và đặc biệt công mình đã tính trên những món đồ, mình không tính tiền công đó. Cho nên anh em hãy tổng con số lại, làm hết những chi tiết đó bao nhiêu tiền, mới so sánh hết những cái chỗ khác đó, cộng hết công của họ lại rồi tính ra nó bao nhiêu tiền ha, đâu cũng vào đó thôi đó. Mình lợi nhuận ở đây nằm ở chỗ là tần suất đồ mình nhiều, mối quan hệ nhiều, chia sẻ đồ với anh em nhiều đó. Mình làm ra xe rất nhanh đó, ra vô rất nhanh chứ không phải là giam giữ xe lại, cho nên tần suất xe làm được nhiều mới lợi nhuận nằm chỗ đó. Thật sự lời trên một chiếc xe trả bao nhiêu cả anh em à đó, mình nói thẳng là như vậy. Cái dạng mình làm như là dạng công nghiệp đó, chứ còn không phải là thủ công, cho nên là lợi nhuận không được nhiều. Cho nên là lúc mà nhận xe, làm xe rất là tập trung, tới chiếc nào làm xong chiếc đó giao, rồi mới nhận chiếc khác làm xong chiếc đó giao, rất nhanh. Trong tiệm không có xe ứ, một số xe ứ là những cái xe phải đi gia công lại, ví dụ như con Ducati kia đồng tiền nó bị hở đó, phải đi gia công đồng tiền lại. Nếu mà thay cụm bướm ga mắc quá, mình làm cái đồng tiền lại nó rẻ hơn, phải không? Đó, đang gia công lại. Còn con GX 600 kia, một tay dên bị hư, phải đi thay một tay dên, là đang làm miễn dên lại. Rồi mình sẽ làm một clip nói về, bữa nào mình ráp máy mình nói về làm miễn dên cho anh em. Miễn dên zin chỉ phù hợp với cái trục dên zin và tay dên zin còn trong tình trạng còn tốt. Còn nếu mà cái trục đã vớt rồi mà kêu gắn miễn zin, mua sản xuất về bán gắn vô không vừa, rồi mất công đổi lại nói này nói nọ, anh em biết nghề thì anh em
rất là dễ. Còn những người khách, những người anh em chưa có rành nghề mà cứ bắt mình phải làm theo ý anh em vậy mình không làm đó, anh em cũng đừng buồn, tại vì mình biết chắc chắn là làm không được, rồi mất công mất lòng, tốn tiền không được. Anh em cứ cố chấp thì anh em mình chỉ qua, mình không có chỉ khác mà mình không nhận, anh em tự tìm nguồn khác anh em làm đó. Còn vấn đề mà mình biết rõ ràng người ta không làm được, mình cố làm cho người ta tốn tiền theo ý người ta để làm cái gì, thôi tôi từ chối nha, anh em thông cảm cho mình. Tiền làm cách nào cũng có, lấy như sao cho nó xứng đáng thì làm ha. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi, thì cần gì anh em ủng hộ. Những cái máy móc mà mình sắm nó tương đối đủ để làm cho những chiếc xe nó ổn định về xe zin nhất. Thứ nhất là những cái máy test, sau khi mình làm về phần cơ, phần cơ mình đã bảo dưỡng rồi xong thì mình sẽ reset lại tất cả các chức năng bằng phần mềm trên máy tính. Mình reset xong để cho những cái chức năng giống như cái điện thoại anh em nhé, xài lâu quá nó hay bị lỗi này nữa kia, anh em bấm tắt nguồn để khoảng 10 mấy giây, khởi động lại để cho nó chạy lại, nó không bị lỗi nữa đó, thì máy reset nó cũng như vậy thôi đó. Và cái máy cân mâm, những cái xe này là xe chạy tốc độ cho nên cần những cái máy cân mâm để cân bằng động á, để cho cái mâm nó chuẩn, cặp chì vô cái mâm nó chuẩn, khi mà mình chạy cái vòng quay nó lớn, lực ly tâm rất lớn thì nó không có bị nhảy cái xe ha, không bị lắc xe đó, không có bị hư hại bạc đạn ha đó. Rồi cái tờ giấy gì kìa, anh em cần gì cứ liên hệ bên mình, máy móc mọi thứ đã đầy đủ ha. 919 sao nằm đây, anh dán trên kia mà, dán trên cái kè cục 500 rồi hết vô trong đó là sao bay nổi. dàn dây nô thực chất để map tool thôi anh em, cho nên hoặc là đọc được công suất trên một cái biểu đồ nó tiện hơn. Còn vấn đề mình làm ở xe zin cho nên như đó với mình là đủ rồi đó. Còn vấn đề về sau khi mà khách hàng bên mình á chuẩn được xài ok được hết những cái xe zin rồi đó, dám đổ thêm ốc tan để cho chuẩn với cái động tỷ số nén của động cơ rồi á, thì lúc đó mình mới nâng cấp lên cái vấn đề gọi là cao hơn, là về tốc độ, độ hiệu suất, hiệu quả đó. Còn hiện tại rất nhiều phần trăm khách hàng của mình là tới 60-70% vẫn chưa dám thay một cái bình 2 triệu mấy, bình pin trung bình á của Mỹ Infinity á là nó tới 5 triệu mấy một cái, mình bán những cái bình này chỉ có 1 triệu mấy đến 2 triệu mấy thôi đó. Mình hỏi bình zin, xe zin hay là xe đi có đèn thì phải 2 triệu mấy mới được, còn xe zin thì xài 1 triệu mấy chấp nhận được, 1.250.000. Trách nhiệm với anh em ít nhất là 1 năm đến 2 năm à, bảo hành cho anh em đó, giá chỉ 1.250.000. Và sắp tới chắc mình ngưng bán cái bình 1.250.000. Lý do là xe rất nhiều người lên đèn, và thà cái dung lượng pin đó, nó phải dư chứ không nên vừa đủ à, đó là mình sẽ update lên một cái bình 2.600.000 ha. Bảo hành cho anh em 2 năm, mình cam đoan pin bên trong là pin của Mỹ mới dám bảo hành lâu như vậy. Và dòng xả của cái bình bên mình bán tầm 300cca nha, 300cca bao cho anh em. Và dung lượng của nó từ một loại đứng Ducati là 12 ampe là dung lượng thật, còn có loại lùng là 15 ampe cho những cái dòng xe Nhật và BM ha. Thay thế cho cái bình như này, y chang bình zin nè, nó bự như vậy luôn, nó thấp hơn một chút xíu, để vô dòng xe Nhật và dòng đua BM đều vừa. Mình bao câu thêm 8 cái đèn led vẫn đủ ha. Dòng xả tới 300cca lận đó, nói 8 cái là hơi dốc, 4 cái là đẹp, và không ai đi tới 8 cái hết. 4 cái đèn led, 4 cái đèn tool đó, hoặc là bao sáng cho một cặp đèn 7 bóng mới nhất giờ à. Rồi, cảm ơn anh em.
ủng hộ. Và anh em mình đang nâng cấp từ từ, sắp tới sẽ có thêm chi nhánh mới, và những cái đồ nghề của mình luôn thay liên tục chứ không phải ấy. Và mình cũng chuẩn bị lên nâng cấp đồ nghề cho anh em, những bộ đồ nghề nó sẽ chuẩn hơn của Nhật, hoặc những cái bộ đồ của những cái hãng mà cũng nổi tiếng ha. Mình update toàn bộ chứ không phải sử dụng lại những cái đồ này ha. Từ từ đồ nghề mình luôn update lên mọi thứ để càng ngày càng được tốt hơn nha anh em. Cho nên cái gì anh em cứ đóng góp ý kiến cho mình, chưa hài lòng cái nào thì mình sẽ làm, miễn sao cho anh em hài lòng thôi mình mới lấy tiền đó. Cảm ơn anh em nhiều.